Anh ấy có mũi to. Chơi quá tối nên nhìn anh ta có hai cái nhọn. Nó to. Trên đầu hắn hình như nhớ không nhầm lông. Này, tại sao dân làng nói rằng nghi phạm giống như một con lợn? Bác giới biểu thị không phục, nên tôi đưa đầu ra để họ nhận ra. Phải, chính là hắn. Tin ra bốn tù nhân thực sự. Vụ 1, ga của dân làng bị trộm. Chúng ta hãy nghe dân làng mô tả như thế nào. Hắn trông giống như một con người. Sư phụ sẽ làm theo mô tả của dân làng, vẽ chân dung của một người bán hàng. Hắn có thể là một người. Bạn nói vậy không phải là nói trắng sao? Hắn không phải người, còn có thể là chó. Tất cả đều cung cấp manh mối gì? Đó là cá nhân. Được rồi, hỏi một lời khuyên, chỉ biết một số là cá nhân. Ôi mẹ tôi, ha 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 ha, có. May mà bên trong chỉ có một người. Vậy thì không cần phải nói, chắc là anh. Thế chấp phân bò nhà bà hai mất tích rồi. Xem lần này dân làng sẽ nói gì. Nó đi bằng hai chân. Ai mà không đi bằng hai chân? Trong trường hợp đó, chọn một cái nào cũng được. Trời tối tôi không thấy rõ. Ông già này không thể tin được. Phân bò nhà tôi bị trộm rồi. Tất cả đều là nói nhảm nhí. Hy vọng người dân làng cuối cùng có thể cung cấp một cái gì đó hữu ích không? Phân bò, bạn nói cái gì thích ăn phân lớn? Chắc là chó rồi. Theo mô tả của dân làng thì chắc là anh chó này rồi. Ai nói chó nhất định phải ăn cướp? Có lý cũng đúng. Đại ca này bị sao vậy? Bạn ăn trộm cũng lao miệng một chút sao? Cho nên không cần nghĩ chắc chắn là hắn. Trường hợp 3, nhà dân làng mất tiền. Hơn nữa lần này có dân làng nhìn thấy khuôn mặt của nghi phạm. Người đó còn xấu hơn tôi. Nghi phạm là một người rất xấu xí. Tôi là người đàn ông đẹp trai nhất làng. Cậu tự nghĩ xem anh ta xấu thế nào đi. Chú này tôi thật sự không nghĩ ra được. Hắn lớn lên. Có mũi có mắt. Ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Không có mắt mũi. Nó xấu lắm. Hỏi một vòng là biết là người xấu xí. Ha ha ha. Có hai người xấu xí ở đây. Nên là cái nào? Tôi chọn nanny thứ ba. Bởi vì làng của họ lấy xấu xí làm đẹp. Ôi mẹ tôi, ha 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 ha. Vụ án bốn đồng mất lương thực. Lần này dân làng đã nhìn thấy nghi phạm. Anh ấy có mũi to. Mũi to thì là cái thứ hai rồi. Trời quá tối, chỉ nhìn nó có hai đầu nhọn. Cả hai đều là góc nhọn. Vậy thì bất cứ cái nào. Nó to. Sao lại giống bác giới vậy? Hình như trên đầu anh ta không có tẩy lông gà. Đây là bác giới đúng không? Bác giới, đưa đầu ra đây, lưu miệng cho người khác. Ừ. Phải. Kết thúc rồi, bà đi, kết thúc rồi.